Thế giới hoàn mỹ tập 231 Huyết Minh Audio Thạch hạo dây la thảm thiết, vai phải nứt ra rồi lan về bộ ngực, máu tuôn như suối, nửa người suýt bị xe đứt hắn nhịn đau khống chế cốt văn trị liệu thường thế. Khuấy động tinh khí của tiên trì cùng với chất lỏng màu vàng của thần liên độ kiếp nhập thể để chữa trị vết thương. Bộ ngực khép lại cũng không rách ra nữa thế nhưng cánh tay phải cùng bà vai lại không may mắn như vậy, đã lìa khỏi cơ thể, máu nhuộm đỏ cả nước hồ sắc mặt thạch hạo trắng bệch cắn chặt răng nhặt cánh tay kia lên hút lấy tinh hoa trong tiên trì để nối lại tay đứt chữa trị vết thương nghiêm trọng này đây cũng không biết là lần thứ mấy thân thể bị xé nứt máu nhuộm đỏ nước hồ toàn thân tựa như bị phân thây trong địa ngục vậy nếu ở nơi khác thì dù là thạch hạo cũng chịu không nổi bởi vì thân thể bị chém đứt đạo cơ bản nguyên của thân thể bị tổn thương nghiêm trọng may là ở nơi này có thần liên độ kiếp tan vào trong nước hồ vật chất sinh mệnh màu vàng có thể làm cho xương trắng sinh ra máu thịt giúp cho người sắp chết sẽ sống lại thạch hạo lựa chọn nơi này để luyện hóa kim bồ quả quả là đúng đắn nếu đổi lại là một nơi khác thì dù tinh lực của hắn như rồng cũng phải gặp nạn mà chết phần thịt quả đã ít hơn nhiều hiện chỉ còn lại một phần bảy gần thành công rồi hiện tại niềm tin mà hắn dựa vào chính là không lâu nữa sẽ hoàn toàn luyện hóa hết kim bồ quả đã thấy ánh sáng cuối đường hầm tuy rằng rất dày vò đẫm máu sống không bằng chết những thứ này xem như là bóng đêm cuối cùng trước ánh bình minh thôi Thạch Hạo hít sâu, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, có thể nhìn thấy rõ ràng. Chất lỏng màu vàng bên trong tiên trì nhanh chóng kéo đến đi vào trong cơ thể hắn để chữa trị vết nứt trên người, tầm bổ xương gãy. Đây thật là một kỳ tích. Bởi vì xương gãy nối liền, tay chân nối lại, thương tích nghiêm trọng trước kia đều đang khép lại gần như hoàn hảo, khôi phục thần tốc. Đây chính là thần liên độ kiếp, hiệu quả chẳng hề khác trong truyền thuyết là mấy, giúp cho xương trắng phát sinh sức sống hình thành máu thịt khiến cho thiên thần cổ xưa cũng phải điên cuồng liều mạng vì nó. Rất lâu sau Thạch Hạo mở mắt, trong lúc chớp mắt lại có ký hiệu đan sen, tựa như một vùng sao trời thay ngén trong con ngươi, đã hồi phục, tỏa ra sự sống. Bắt đầu. Hắn chịu đựng đau đớn và hành hạ như trong địa ngục, tiếp tục luyện hóa quả thần, từng chùm sang bốc lên quấn quanh trên người trong tiểu thiên thế giới có đạo văn, có trận pháp che đậy thiên cơ, thần niệm của con người không cách nào thăm dò, vì vậy dù cách nhau không xa lắm cũng khó có thể nhận biết. Phía đối diện tiên trì có chồng thần liên độ kiếp, một mỹ nhân thần giác kinh người, con mắt tựa như hai viên bảo thạch dạng người rực rỡ, nàng lại cảm giác được điều lạ thường. Hồ nước trong suốt, óng ánh, đường công nguyệt thiền mềm mại, thân thể trắng nõn như ngà voi không một chút tì vết, ánh mắt nàng lấp loái, dễ ra một làn sóng nước bơi về một hướng khác. Đương nhiên, nàng rất cẩn thận không có sông bừa lại gần, bởi vì nàng cũng chỉ hoài nghi thôi. Dưới ánh trăng sáng trong, nàng thanh lệ tuyệt thế, tóc đen xóa ra, mắt lấp loài thần quang, thân thể nhẵn nhụi trắng như mỡ dê chảy xuôi từng tia sáng lộng lẫy. Nàng, yên lặng tới gần. Trong tay thạch hạo chỉ có một phần thịt quả rất nhỏ dính vào trên hạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, quy tắc ẩn hiện, dịch thần đan xen bên trong thịt quả này. Mà cái hạt kia thì to bằng trứng bồ câu màu xanh lục, có một loại ma tính, khi cầm nó khiến người ta sợ hãi, ánh sáng xanh thẳm làm nổi bật lên vẻ trong suốt nơi bàn tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo liều mạng há miệng cắn lấy, phần thịt quả cuối cùng này hóa thành tia sáng rực rỡ điên cuồng xông vào thân thể cứ như ngựa hoang mất cương, một lần nữa nữa bắt đầu chém sinh cơ của hắn. Trong tay hắn chỉ còn sót lại một cái hạt xanh thắm. Thạch Hạo kêu rên, thân thể run rẩy, lần này xương ngực nổ tung đồng thời trái tim phát ra một tiếng nứt vang, việc này tương đối nghiêm trọng như là gặp phải một đòn đánh chí mạng. Rồi. Trái tim của hắn bị xé ra, một sợi xích thần trật tự xuyên qua làm thân thể lùng một lỗ từ trước ra sau và lấy nơi đây làm trung tâm không ngừng lan tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt mà thôi, bộ ngực của hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, tựa như vỏ trái đất bằng phẳng bị nứt ra, dùng nham tuôn trào, xuất hiện từng khe hở tràn đầy ánh sáng rực rỡ nếu nơi này hoàn toàn nổ tung thì Thạch Hạo xem như bị hủy nửa người. Đau quá, Thạch Hạo nhếch miệng, khuôn mặt thanh tú méo mó, ngã sấp xuống vùng vẫy lăn lộn bên dưới đáy hồ nước, thương thế của hắn quá nặng rồi. Thanh quang nhảy loạn, bộ ngực của hắn tan dã hóa thành một chùm sáng chói lọi muôn đốt hắn thành cho bụi, nơi đó có xương trắng lộ ra, nguy hiểm tột độ. lần hồi Thạch Hạo gầm nhẹ, Thận Hy nằm dày đặc trong cơ thể, cột văn sán lạn tựa như phượng hoàng tắm trong lửa khoác lên một màn sáng thần thánh rực rỡ bảo vệ thân thể hắn, gia trì ở ngực. Hắn lấy trình độ bảo thuật cao siêu nhất chống lại sự ăn mòn của kim bổ quả nhằm hóa giải nguy cơ tan rã của thân thể. Quy tắc kia sông tới, bộ ngực Thạch Hạo nứt ra rồi khép lại, xương gãy rồi nối liền, tư thế lặp đi lặp lại nhiều lần, rơi vào trạng thái giằng co. Lần này là lần nguy hiểm nhất, ở nháy mắt ngắn ngủi, bắt đầu từ xương ngực vết rách đan sẽ lan tràn khắp toàn thân, cả người đều bị xé rách. Sức mạnh luân hồi không chỉ có thể giết địch mà còn có thể ảnh hưởng thời gian, lúc này phảng phất có thể khiến năm tháng chảy ngược, thạch hạo dựa vào điều này phục hồi, giải rụa và chống đỡ. Đương nhiên, giá phải trả là rất lớn, tình khí thân thể sắp bị sấy khô, tiềm năng hoàn toàn bị phóng thích, hắn đang dùng mạng tranh đấu, hy vọng vượt qua quẻ khảm này. Đây là một cuộc tai nạn vô cùng to lớn trong đời hắn, cũng là một lần đánh cược, nếu không vượt qua được thì thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất. Chỉ chốc lát như thế thôi mà thân thể thạch hạo đã tan vỡ không dưới 10 lần, hắn dùng tất cả thủ đoạn để chống cự, cột văn sáng lên, thân thể lại tiếp tục cãi vỡ. Rất lâu sau đó thạch hạo ngã trồng vó lên trời, máu tươi nhuộm đỏ mặt nước nơi đó, thân thể rách nát, xương cũng không biết gãy bao nhiêu khúc, nằm im không nhúc nhích, vô cùng mệt mỏi vui mừng duy nhất chính là hắn đã chịu đựng được dược tính đáng sợ của kim bồ quả đã bị hấp thu, hắn đã vượt qua được dày vào lần này, chặng đường tựa như luyện ngục này đã kết thúc. Chỉ là hắn mệt mỏi quá rồi, sau khi khó nhọc nối lại tứ chi, thân thể tan rã thì hắn đã không còn chút sức lực nào, khó có thể cựa quậy. Giờ phút này hắn rất muốn ngủ, không muốn làm gì nữa. Cũng còn tốt là hắn ở gần thần liên độ kiếp, chất lòng màu vàng từ trong tiên trì chảy ra, từng tia chảy vào bên trong lỗ chân lông của thạch hạo hắn mệt ngoài gần như đèn cạn dầu, hiện tại hoàn toàn bị động hấy thu thần dịch khôi phục thể xác và tinh khí thần. Mình thành công rồi sao? Thạch hạo nở nụ cười, tuy mệt mỏi đến mức con mắt đều muốn nhắm lại thế nhưng có một loại cảm giác thỏa mãn, rốt cuộc cũng chịu đựng nổi rồi. Xa xa sóng nước rái lên, một thân thể giống như nàng tiên cá trồi lên mặt nước, mái tóc ướt đẫm như từng viên chân châu óng ánh, khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở yên tĩnh nhìn kỹ phía trước đây là khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ nàng tựa như tinh linh đang nghịch nước dưới trăng kỳ ảo và xuất trần không nhiễm khói bụi trần gian tựa như một ảo một người con trai nguyệt thiền khiếp sợ anh sang rái lên trên người nàng xuất hiện chiến giáp cấp thần nhanh chóng điều chỉnh đến trạng trai chiến đấu mỗi tháng ngày chẵn là ngày học viên nữ được phép sử dụng ngày này mới là của học viên nam hiển nhiên người này đã vi phạm nội quy ngày chẵn cũng sống tới đây là muốn làm loạn sao mặt cười của Nguyệt Thiền lạnh lẽo, một người đàn ông xông vào đây, cách nhau không xa chẳng khác nào là tắm chung với nàng. chuyện này không thể nào chấp nhận được, không cách nào tưởng tượng ra lại có một người con trai tắm rửa thần dịch với nàng, không có chuyện nào tồi tệ hơn với tiên tử thánh khiết như nàng. trong lòng nàng sinh ra cơn giận dữ không thể nhịn được. cùng lúc đó, chưa đợi nàng làm ra động tĩnh gì thì Thạch Hạo cũng cảm giác được, nén lại mệt mỏi, đột nhiên đứng dậy nhìn về mỹ nhân đối diện, làm tung toái mảng bọt nước lớn. Soạt. Thân thể hai người đều vắt sang tiến hành phòng ngự, kết quả làm cho những cốt văn nằm dày đặc bên trong hồ nước va chạm kịch liệt với nhau. Bởi vì khoảng cách giữa bọn họ quá gần mà cốt văn va chạm lẫn nhau như vậy thì không muốn ra tay cũng không được. Vèo, trong mi tâm của Nguyệt Thiền bay ra một cầu vòng bảy màu, đây là công kích thần thức mạnh mẽ nhất, muốn làm thạch hạo kinh sợ khiến hắn mất tinh thần. Thạch Hạo mới vừa trải qua tai nạn lớn, hiện đang vô cùng suy yếu nên không chống lại trực diện mà lao ra khỏi hồ nước tránh về một bên. Tên xấu xa, người đêm nay lại tiến vào tiên trì, quá vô liềm sỉ. Nguyệt Thiền quát khẽ, nhưng nếu cho rằng đây là chỉ là một loại quát nạt thôi vậy thì sai rồi, những tiếng quát này đã được thêm vào sức mạnh nguyền rùa. Mỗi một chữ đều hóa thành một ký hiệu, từng chữ như là ngọn núi bằng kim loại hiện ra trên không trung rồi ép về phía đối thủ, tựa như một đại ấn to bằng cả núi non đập xuống. Nếu không chú ý, chỉ cho rằng nàng xấu hổ thì chắc chắn chịu thiệt, đây là một loại bảo thuật rất lợi hại. Còn mắt thạch hạo loài sáng, cũng không có chống đỡ, chưa từng dùng năng lực miễn dịch pháp lực tạm thời chống cự, cũng chỉ là tránh né về một bên mà thôi. Mắt đẹp của Nguyệt Thiền sáng như sao, chốc lát đã nhìn ra được thạch hạo đang suy yếu, sắc mặt hắn tái nhợt, đồng thời nơi đó nước trong hồ đỏ tươi hiển nhiên là bị thương nặng, bật rất nhiều tinh huyết, trạng thái không được tốt nàng là thánh nữ của bổ thiên giáo, là đệ tử kiệt xuất nhất, thần giác siêu phàm nhập thánh, tự nhiên có thể biết được tất cả những thứ này. Nàng vững tin tinh khí của đối phương đã tiêu hao hết nên có thể dễ dàng bắt được. Khóe miệng Nguyệt Thiền lộ ra một tia cười nhạt, khuôn mặt yêu kiều trắng loáng và thanh diễm, giờ phút này giống như hàng Nga lướt sóng mà đi, tấn công về phía thạch hạo hồng trấn áp hắn. Nàng vững tin, sau khi tính toán cẩn thận vừa rồi thì có thể bắt giữ đối phương dễ như trở bàn tay sóng gợn như cầu vòng, khắp trời đều là dáng lành, trong nháy mắt Nguyệt Thiền phong tỏa mọi đường lui, đưa hắn vào chính giữa không thể tránh né. Ồm. Ừ. Nguyệt Thiền trước sau sử dụng năm loại bảo thuật lớn, ánh sang trói mắt, mấy loại thần thông mạnh mẽ cùng lúc giáng xuống chiếu khắp hồ nước, quá chặt thạch hạo. Dưới tình huống bình thường mà nói thì đòn đánh này của Năng có thể khiến tất cả sơ đại căng thẳng, bởi vì quá là kinh người, đây là lần va chạm mạnh nhất. Nhưng mà đôi lúc sự thật thường không như tưởng tượng trong phụ chốc, Nguyệt Thiền ngạc nhiên, nàng phát hiện tất cả bảo thuật đều mất hiệu quả, khi đến gần thân thể của đối phương thì bị một luồng ánh sáng quét ra, bảo thuật tán loạn. Mà bản thân nàng đã tấn công tới gần đối phương, suy tính việc bắt vào trong tay cũng đã không thành, nàng không thể không cận chiến với đối phương. Thạch hạo nuốt kim bổ quả, miễn dịch pháp lực được tiên cố thêm một bước khiến mạnh mẽ hơn trước đây, tự nhiên ở giai đoạn đầu chặn lại được năm đại thần thông. Vốn thân thể hắn suy yếu muốn rời đi, nhưng khi nhìn thấy đối phương hạ xuống gần trong gang tấc, hắn quyết đoán đánh lại. Trên người hắn có phá giới phủ, đêm nay căn bản không cần lo lắng đi không được. Ầm. Ừ. Trong nháy mắt, hai người đều bắt được một cánh tay của đối phương nên nhanh chóng quấn chặt lẫn nhau. Đêm trăng bắt người đẹp, thạch hạo trêu chọc. Người đi không được rồi, trên dung nhan hoàn mỹ của Nguyệt Thiền lấp loài ánh sáng thanh thiện, mái tóc tung bay, làn da như mỡ đông, thần quang trong con người rực rỡ còn ngươi của Nguyệt Thiền cứ như viên đá quý màu đen, thần mang cực thịnh, từ ngoài miệng nàng tỏ ra mạnh mẽ thế nhưng trong lòng lại giật nảy mình. Bởi vì đối phương vẫn chưa hề hiển lộ ra đại thần thông vậy mà lại có thể làm tan dã đi năm đại bảo thuật của nàng rồi. Việc này khó mà tin nổi. Chiến thiên thuật, Nguyệt Thiền khẽ quát, bảo thuật này sau khi được chú ngôn gia trì thì uy thế càng tăng mạnh, từ đôi môi anh đào của nàng phát ra. Một đoàn ánh lửa cứ như là mặt trời ban chưa tỏa ra đánh về phía thạch hạo đáng tiếc, vẫn vô hiệu như trước. Mặt trời trói trang vàng ống đánh lên trên người thạch hạo thế nhưng cơ thể của hắn lại phát ra một lớp bảo huy, hóa giải và làm tiêu tán trong hư không cái gọi là chiến thiên thuật kia. Thạch hạo nuốt kim bổ quả nên năng lực miễn dịch pháp lực đã được tăng cường, thời gian kéo dài cũng tăng lên đôi chút, chính vì thế mới hiện ra tình cảnh như thế này. Mặc cho pháp lực của đối phương dâng trào, cả người tỏa ra ký hiệu cỡ nào thì cũng đều vô dụng. Hai người dây dưa với nhau, cánh tay phát sáng, mà Nguyệt Hiền thì lại vận chuyển cốt văn, tinh lực của đối phương đang suy yếu cho nên bắt đầu trả đũa, trấn áp mãnh liệt. Ầm. Ừ. Hai bên va chạm, cứ như là kim loại giao kích vậy. Quả thật là Thạch Hạo không có ở trạng thái đỉnh cao, tinh lực bản thân hao tổn, trong lĩnh vực am hiểu nhất cận chiến lại không thể có hiệu quả ngay lập tức. Nếu là ngày thường, nếu có ai áp sát tới gần như thế này thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ chiếm thế thượng phong, người bình thường khó có thể có ưu thế bẩm sinh như thế này. Không ổn, phải tóc chiến tóc thắng thôi, nếu không nhất định sẽ thua trong tay người vợ này mất, sẽ bị nàng áp chế, nếu thế thì hậu quả khó mà lường được, Thạch Hạo nghiêm nghị. Tình thế xoay chuyển, lần này hắn đã bị thương nặng, tinh lực khô cạn chưa có khôi phục lại như cũ, vạn nhất bị Nguyệt Thiền bắt thì chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Duệt năm luồng hào quang xuất hiện, bàn tay của Thạch Hạo vô cùng sắc bén diễn biến thành áo nghĩa của móng vuốt chân long, đây chính là tán thủ đã đạt được trong bí cảnh nguyên thiên, là tuyệt học thần thánh của cận chiến. Keng. Việc khiến người khác giật mình chính là, bàn tay như ngọc ngà, trắng mịn và lấp lánh của Nguyệt Thiền lại có thể chặn đứng đòn đánh này. Gào từng tiếng rồng gầm vang lên, thạch hạo nắm long ấn, một con chân long lao ra từ lòng bàn tay của hắn rồi bao phủ lấy nguyệt thiền bắt đầu trấn áp, như trước vẫn là một loại thể thuật vô thượng. Kỳ thật, hắn rất muốn triển khai những pháp môn khác, ví như thần thông luân hồi thế nhưng hiện tại pháp lực đã tiêu hao hết, tuyệt học hoàn chỉnh khó lòng triển khai, chỉ có loại tán thủ này mới tốn ít sức lực nhất bàn tay như ngó sen của Nguyệt Thiền lấp lánh, nhìn thì mềm mại thế nhưng khi vung lên lại cứ như sức mạnh ngàn vạn quân, có thể đánh bay bất cứ ngọn núi nào, dùng mạo như trích tiên thế nhưng lại là một cường địch đầy đáng sợ. Một tiếng phượng hót to rõ phát ra, từ trong lòng bàn tay của nàng bay ra một con tiên hoàng đỏ rực đón lấy chân lòng kia, hai bên quấn lấy nhau, phát ra hào quang trói mắt. Long phượng sung vầy, xem ra hai ta hữu duyên thật, thạch hạo chiêu chọc, mặc dù mình đang hãm trong hiểm cảnh thế nhưng cũng không quên chọc tức nàng vèo. Tiền hoàng bay lượn, cặp cánh đỏ như lửa mang theo ánh lửa ngập trời phủ xuống, đồng thời bàn tay thon dài của Nguyệt Thiền cũng vung tới trước. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, bởi vì miễn dịch pháp lực rất nhanh sẽ mất đi hiệu lực, nhất định phải có hành động đột phá phong tỏa của đối phương. Hắn hét lớn một tiếng, cả người xuất hiện phù văn dày đặc, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất gia trì pháp lực không còn nhiều kia lên toàn bộ bản thân trấn áp về đối phương. Vèo Thạch Hạo phát sáng, hắn vận dụng pháp môn côn bằng biến dị, vòng xoáy màu vàng xoay tròn quanh người, vừa giống như là lớp vảy vừa giống như là lông chim vàng đang cuộn tròn hóa thành một vòng xoáy. Bằng tộc bình thường cũng có thể triển khai thế, nhưng để đạt tới trình độ này thì cực khó, bởi vì Thạch Hạo âm thầm dùng pháp môn côn bằng khống chế. Đây chính là thăng hoa của kim truyền ba văn công. Lúc nhỏ khi hắn ở Bổ Thiên Các thì đã từng học qua tàn pháp của bằng tộc kim tuyền ba văn công này, bây giờ triển khai thì hoàn toàn khác xưa hắn vận dụng thủ đoạn miễn dịch pháp lực để hóa giải đi tiên hoàng đỏ đậm của đối phương, sau đó dùng kim tuyền ba văn công điên cuồng nuốt trưởng tinh khí và thần lực đang tản ra kia để cung cấp cho bản thân. Bởi vì, đây là cơ hội cuối cùng, miễn dịch pháp lực sẽ mất đi hiệu lực. Vòng xoáy màu vàng ống kia chuyển động, thạch hạo phát sáng cứ như là một con chim thần hình người quân lâm thiên hạ, nuốt trưởng tinh hoa thiên địa tám phương để cung cấp cho bản thân mình. Đây chính là thần kỹ lấy yếu chống mạnh, chỉ trong nháy mắt thạch hạo đã khỏe hơn không ít. Hắn tới gần Nguyệt Thiền sau đó giơ tay phản công, bàn tay cứ như là vuốt rồng. Ầm. Um. Lần này Nguyệt Thiền biến sắc mặt, vừa nãy do thấy tinh lực của đối phương khô cạn cho nên mới dũng mãnh phản đòn, nhưng nay lại gặp phải tình huống như thế này thì lập tức cánh tay cảm thấy đau nhất. Trên thực tế, trong đám thế hệ tuổi trẻ thì cũng không có mấy ai có thể sánh ngang ở mặt thân thể với Thạch Hạo. Dù là truyền nhân Tiên Điện từ thuở nhỏ được tiếp thu truyền thừa đạo thống vô thượng, tìm mọi cách để rèn luyện thì cũng chỉ ngang tài cân sức với Thạch Hạo mà thôi. Thần thể Nguyệt Thiền dù rất mạnh thế nhưng đây cũng không phải là phương diện chủ tu của nàng cho nên mới lộ ra vẻ kinh sợ như thế này. Thạch hạo được thế nên tiến mạnh, dùng hết khả năng, vòng xoáy màu vàng cuộn tròn nuốt chừng lấy tinh khí tam phương, hút lấy chất lòng màu vàng của thần liên độ kiếp luyện hóa để bản thân sử dụng. Chỉ trong nháy mắt, hắn liên tục xuất thủ cận chiến với Nguyệt Thiền. Sóng nước chập trùng, cột văn hai bên đan dệt, kinh phong ập vào mặt hào quang sáng rực chiếu rọi chỉ trong chốc lát mà đã quyết chiến hơn trăm chiêu nguyệt thiền nghiêm nghị với khoảng cách gần này thì nàng gặp phải bất lợi mà thạch hạo lại càng giật mình hơn nguyệt thiền quả nhiên lợi hại mạnh hơn những sơ đại bình thường khác ánh sáng phát ra từ mi tâm của nàng khiến hắn vô cùng kiêng kỵ sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành trùng sáng có thể tiêu diệt nguyên thần của người khác Vèo. Thạch Hạo bật lên, triển khai ngay đại thần thông xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh tới cực hạn quấn chặt lấy Nguyệt Thiền. Thế nhưng, Nguyệt Thiền cũng có loại bảo thuật tương tự như thế, đồng thời mi tâm không ngừng phát sáng cứ như là lưỡi dao chém tiên không gì không xuyên thủng, đó chính là dao thần thức vô cùng đáng sợ. Thiền Phú dị bẩm, chẳng lẽ đây chính là thần thông đã có khi nàng vừa chào đời, vẫn ẩn giấu trong thức hải, bây giờ mới sử dụng. Ở hạ giới thì Thạch Hạo đã biết được ý thức hải của nàng có bí mật, giờ chứng kiến thì cảm thấy càng đáng sợ hơn, người bình thường khó mà phá giải được. Vèo một tiếng, Thạch Hạo lướt sang ngang đi tới bên cạnh tiên trì rồi điên cuồng rút lấy bảo dịch của thần liên độ kiếp, hắn nhất định phải khôi phục lại trạng thái đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất, nếu không tinh lực hao tổn, pháp lực suy kiệt thì khó có thể bắt giữ được Nguyệt Thiền. Hắn có mấy đại bảo thuật nhưng hiện giờ không đủ sức để triển khai. Hừ. Nguyệt Thiền hừ lạnh. Phát hiện được chú ý của hắn, đối phương tuy đã được tăng cường thế nhưng vẫn không thể so được với nàng, thân thể vẫn rất suy yếu, đây chính là cơ hội. Nàng từ bỏ phòng thủ, không kiêng kỵ nữa mà bắt đầu toàn lực phản kích, mi tâm xuất hiện dấu ấn cứ như là một vị chân tiên ngày múa nơi đó, ánh sáng rực rỡ trông vô cùng xinh đẹp. Giờ phút này, ánh sáng phát ra từ mi tâm chiếu khắp hư không, phong tỏa đường lui của Thạch Hạo, mạnh mẽ vô cùng. Thạch Hạo chấn động, không chỉ bởi vì sự đáng sợ của giao thần thức mà hắn phát hiện ra được dấu ấn nơi mi tâm của Nguyệt Thiền, cứ như là thần hình tiên đạo khiến người khác sợ hãi. Cũng may là thứ thần hình này cũng không giống như thứ mà Diệp Khuynh Tiên sở hữu, thứ này còn có thể chống cự được. Thạch Hạo âm thầm suy nghĩ, thế gian này cũng chỉ có hai cái thần hình tiên đạo mà thôi, một trong hai cái chắc chắn sẽ không ở trên người Nguyệt Thiền, Tù một tiếng, Thạch Hạo lặn sâu xuống đáy hồ, vòng qua thần liên độ kiếp để rút lấy thần lực tăng cường cho bản thân, chỉ cần khôi phục lại như cũ thì tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Còn có cái hạt này, không biết có hiệu quả hay không, Thạch Hạo lầm bẩm rồi lấy ra cái hạt màu xanh biếc của kim bổ quả, thử rút lấy một chút sức mạnh của thứ này. Vì thứ này có thể giúp bản thân tiếp tục sử dụng thứ năng lực miễn dịch pháp lực kia thêm lần nữa. Đương nhiên, hắn cũng không dám luyện hóa sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn có hiệu quả, thạch hạo giật mình, hiệu quả cũng không phải rõ ràng thế nhưng quả thật là có thể phát động và thân thể hắn có phản ứng, có thể giúp sử dụng thêm lần nữa trong thời gian ngắn. Thạch hạo thử nghiệm nhiều lần nhưng liền lộ vẻ kỳ quái, hắn lại thành công thế nhưng mỗi lần thì năng lực của miễn dịch pháp lực lại yếu đi một chút, cũng chỉ có thể chống đỡ trong nháy mắt mà thôi. Ừ. Um. Lần này, hắn quay ngược trở lại, toàn lực xuất thủ, tạo ra màn ánh sáng, cụt văn trong nguyên thủy chân giải hóa thứ mục nát thành hiếm thấy trấn áp về phía nguyệt thiền cái gì nguyệt thiền hoảng sợ bảo thuật lần nữa mất đi hiệu lực đối phương nhanh chóng lao tới chói buộc nàng thạch hạo tạo ra động thiên duy nhất toàn lực ra tay tiêu hao hết thảy pháp lực nhằm giam cầm nguyệt thiền cố định nàng trong thời gian ngắn ngủi ầm ừ. hắn giơ tay trấn áp phong ấn nguyệt thiền tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt kinh biến liền xuất hiện như thế mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng hồng chống lại, thế nhưng Thạch Hạo lại giơ tay điểm ngay lên trên cái tràn trắng bóng đó, lập tức nàng cảm thấy đau nhức, không thể phát ra đòn đánh ấy. Hơn nữa, bên trong động thiên duy nhất của Thạch Hạo thì nàng vốn đã gánh lấy hạn chế, bất luận triển khai thứ gì thì đều rất gian nan. Thạch Hạo không ngừng xuất thủ lên trên người của Nguyệt Thiền, tiến hành quá trình phong ấn, bởi vì hắn không yên tâm cho lắm. Hữu Duyên ngàn dặm nay lại gặp mặt, xem ra chúng ta thật sự có duyên phu thê mà, Thạch Hạo cười nói cơ thể của Nguyệt Thiền trắng mịn, triển y thần linh trên người phát sáng thế nhưng không hề có chút tác dụng nào, vẫn bị phong ấn những chỗ yếu hại. Đặc biệt, Thạch Hạo lại còn ôm chặt chiếc eo nhỏ của nàng, thổi một hơi nhẹ lên tay nàng cứ như đang đùa dẫn, việc này khiến da gà nơi trước cổ trắng ngần ấy nổi lên, khó có thể tĩnh tâm được. Đây là một tiên tử tuyệt thế, thân thể mềm mại, thượt tha yểu điệu, Thạch Hạo ôm chặt, có thể nghe thấy mùi hương thấm gan thấm ruột thế nhưng vẫn ra sức phong ấn chứ không hề dừng lại. Đương nhiên, việc này thì không cách nào không thể tiếp xúc ra thịt với nhau được. Giảm chiến một trận công bằng với ta không, Nguyệt Thiền khẽ nói, tận lực giúp bản thân bình tĩnh lại. Tính lực của ta đã khô cạn thế nhưng cũng chưa hề bị ngươi trấn áp, nếu thật sự đối đầu thì ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à. Thạch Hạo vừa nói vừa dùng lực ôm chặt lấy chiếc eo thon của nàng, sau đó tiếp tục phỏng ấn. Có thể nói cho ta biết, ngươi là ai không? Nguyệt Thiền bình tĩnh mở miệng, cơ thể trắng mịn phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Thạch hạo kinh ngạc, nàng vì sao lại bình tĩnh như thế chứ? Giọng điệu y trang hắn vậy, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa ư? Đột nhiên, thạch hạo biến sắt rồi quát to một tiếng không ổn. Hắn phát hiện, hạt của kim bồ quả nứt ra, bên trong lại có một hạt màu xanh hiếc rớt ra tiến vào thân thể và điên cuồng tấn công cơ thể của hắn. Làm sao lại như thế chứ? Thạch hạo kêu to. Việc này quá đột ngột, hắn cũng không hề hay biết hạt giống này kinh khủng như thế, có thể cảm ứng được dược hiệu bên trong cơ thể và muốn dung hợp lại với nhau. Cần đau đớn cứ như là địa ngục này bắt đầu lan tỏa, hơn nữa lần này nguy hiểm hơn rất nhiều. Việc vui duy nhất chính là, Nguyệt Thiền đã bị phòng ấn. Thân thể của Thạch Hạo phát ra ánh xanh, hạt giống đó bắt đầu tan ra, pháp tắc kỳ dị và thần lực đầu đá bừa bãi với nhau, lúc này cơ thể hắn xuất hiện những vết rách mi tâm của hắn phát sáng, xương chán xuất hiện những vết nứt dày đặc, sau đó răng rắc rồi bong chóc ra, nguyên thần của hắn bất ổn, gặp phải dung kích của pháp tắc ẩn chứa trong hạt kim bồ. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ, con người chết thì như đèn đã tắt, mà nguyên thần lại là chiếc đèn của sinh linh, một khi nó bị tán loạn thì tất cả sẽ thành không, muôn đời yên lặng, dừng. Thạch hạo hét lớn thế nhưng không cách nào triển khai được những bảo thuật mạnh nhất vì hắn đã sức cùng lực kiệt, pháp lực tiêu hao gần như sạch sẽ. Chỉ có thể như vậy thôi. Tinh thần lực của hắn phân giải trở thành những chiếc đỉnh, đạo chuông, thần kiếm đây chính là cảm ngộ ở hóa linh cảnh, hóa cốt văn, tinh thần thành những thánh vật hữu hình. Bòm. Đạo chuông vang xa, vạn chuông cùng ngân, đó chính là từng nhóm đạo chuông do nguyên thần phân giải mà thành. Keng. Tiếng kiếm gieo rung động lòng người, tiếng keng vang trời, đó chính là những thanh thần kiếm do nguyên thần của thạch hạo hóa thành, lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh. Ôm. Um khi đại đạo lưu chuyển trấn áp hư không bảo vệ bản thân đó chính là những chiếc đỉnh mà nguyên thần của thạch hạo hóa thành sắp xếp bố trí san sát lại với nhau những làn khí từ miệng đỉnh không ngừng tràn xuống cùng lúc đó hắn vận chuyển nguyên thủy chân dài dựa vào những thứ cốt văn đơn giản và tiêu hao ít nhất nằm dày đặc trong thân thể và tinh thần hòng đối kháng lại toàn bộ đây là cuộc đối kháng sinh tử lúc nào chiếc đèn của thạch hạo cũng có thể tắt thân thể gần như nứt ra máu tươi nhuộm đỏ thần trì chuông đỉnh tháp kiếm, vô cùng vô tận, đó chính là những gửi gắm của thần niệm hóa thành những thánh vật hữu hình, tiếp thu sự rèn luyện sinh tử, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đây là một quá trình vô cùng đáng sợ, thạch hạo rơi vào tình cảnh nguy hiểm khôn cùng. Cũng không biết trôi qua bao lâu thì hắn mới dần ổn định lại, lực phá hoại và sinh cơ đã đạt tới mức cân bằng, cả người đều rách toát, nguyên thần lờ mờ. Thế nhưng, Hắn biết, đây là một cơ hội, nếu như có thể chịu được thì thu hoạch sẽ không hề nhỏ, đây là một quá trình gột rửa của sinh tử. Nhưng mà, sự tình không ngờ tới lại diễn ra, Nguyệt Thiền chuyển động, đôi mắt sáng ấy lưu chuyển tuệ quang, băng cơ ngọc cốt, tóc đen buông xóa, hào quang trên dung nhan khuynh thành ấy tỏa sáng. Quả nhiên là ngươi, nàng khẽ mở môi hồng. Trái tim của thạch hạo đập thình thịch, nói, sao ngươi có thể thoát ra vậy? ở hạ giới thì đã từng bị người áp chế một lần, ta cũng sẽ không bao giờ bị lại lần thứ hai nữa đâu, Nguyệt Thiền nói. Thạch hạo thở dài, cuối cùng lại phải dùng thần phù để bảo vệ sao, hắn thật sự không muốn tiêu đi thứ này, bởi vì quá quý giá. Nhưng mà, ngoài dữ liệu của hắn là Nguyệt Thiền rất yên lặng, từ thái duyên dáng đứng yên nơi đó chứ cũng chưa hề ra tay và cũng chẳng có chút sát khí gì. Vợ của anh, Thạch Hạo mở miệng. Cặp mắt của Nguyệt Thiền lóe lên, tay áo phất phới, càng thêm xuất trần hơn có thể giúp không? Tâm tư của Thạch Hạo chuyển biến cực nhanh, liền hỏi thế. Cần à, cặp mắt của Nguyệt Thiền chớp chớp, tiên cơ ngọc cốt, thân thể uyển chuyển đang phát sáng, không hề dính chút khói bụi hồng trần nào. Cần. Mặt ngươi dày thật đó, Nguyệt Thiền cười nhạo. Trăng bạc treo trên cao, ánh trăng vương xuống từng tia ánh sáng êm dịu tựa như từng làn khói mỏng nhàn nhạt, chiếu lên trên mặt hồ trong suốt, mơ ảo mộc mạc. Nàng đứng bên dưới ánh trăng an lành, bên trên mặt hồ lấp lánh, triền y phát sáng, tay áo phất phới cứ như là một vị tinh linh xuất thế, hai mắt tựa như ngọc thạch đen mang theo ánh sáng đầy linh tính. Nơi đây yên lặng và cũng rất xinh đẹp, nhưng Thạch Hạo lại chẳng có chút lòng dạ nào thưởng thức cả, hắn lúc này đang chịu phải cơn đau đớn nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi hoạn nạn mới thấy chân tình nàng với ta từng có hiểu lầm thế nhưng tóm lại cũng đã mở được nút thắt chúng ta từng cùng nhau ở hạ giới đáng ra phải giúp đỡ lẫn nhau mới đúng thạch hạo mở miệng mà tim không đập mặt không đỏ đương nhiên dù mặt hắn đỏ thì cũng không cách nào thấy được bởi vì thân thể của hắn rách nát tả tơi lắm rồi nguyên thần của hắn đã phân thành từng tia thần hy tạo thành đỉnh chuông tháp kiếm diễn biến thành những thứ thần thánh chính vì thế nên mới chặn lại được đợt tập kích này chưa hề tiêu vong nhưng sự cân bằng này rất mỏng manh, một khi bị mất thì hắn rất có thể sẽ trở thành một làn khói rực rỡ, cứ thế hóa thành cho bụi. Người từng đắc tội với ta như thế, từng giam cầm ta, nay không cầu xin tha thứ mà còn muốn ta giúp người nữa à. Khóe miệng của Nguyệt Thiền nhếch lên cứ như đang rượu cợt, lại nhẹ nhàng tựa như mây gió. Trước khi ta chết thì ta chẳng chút do dự để nàng rời đi, cầu mong nàng sẽ gặp được may mắn, đủ để chứng minh tất cả rồi, thạch hạo nhớ lại chuyện xưa. Đây là sự thật, trước khi hắn chết thì từng nhắc nhở người thân bạn bè như đám người bóng lông, nếu như hắn chết thì hãy để Nguyệt Thiền rời đi, không được làm khó nàng. Trăng sáng treo cao, ánh bạc mờ ảo rủ xuống, Nguyệt Thiền phong thái vẫn tuyệt thế, nàng yên lặng một hồi, làn da trắng mịn lấp lánh hy quang, rất lâu sau nàng cũng không hề có động tĩnh gì. Người sao có thể vào đây, rất lâu sau thì nàng hỏi thế. Sở hữu một lệnh bài kim loại màu đen, thạch hạo cũng không hề giấu, hắn cảm thấy đã có hy vọng đôi phương tựa như không hề lộ ra sát ý. Sông Thiên Quan, bước qua thang trời, chính là ngươi, lông mi của Nguyệt Thiền rất dài, đôi môi đỏ tuy xinh đẹp thế nhưng trong lúc vô tình lại có chút phong tình cuốn hút hồn người. Đúng, Thạch Hạo đáp. Giờ khắc này, thần niệm của hắn hóa thành trăm ngàn chuông nhỏ đều rung lên, chuông ngân vang trời đồng thời, những chiếc đỉnh, kiếm cũng như thế, tất cả ngân vang hòa vào với nhau. Bởi vì, tình thế có chút nguy cấp, hạt giống kia tựa như hàm chứa sức mạnh ma quái của kim bổ quả đáng sợ, hủy sinh cơ của con người. Lúc này đang xông loạn trong cơ thể và muốn tiêu diệt đi nguyên thần của hắn. Dược tính của loại quả này còn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần huyết hồn thảo, trên danh nghĩa là có thể làm lớn mạnh thần hồn thế nhưng nhân tộc lại hấp thu vô cùng khó. Hiện tại mới gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy giờ khắc này chính là cơ hội tốt nhất của nguyệt thiền chỉ cần điểm ra một chỉ thì sự cân bằng của thạch hạo sẽ bị phá hỏng bất kể là thân thể hay là nguyên thần đều sẽ sụp đổ thạch hạo rất hồi hộp thần phù bảo vệ đã chuẩn bị kỹ lúc nào cũng có thể kích hoạt tạo ra màn ánh sáng phòng ngự nguyệt thiền đạp sóng tiến bước trên mặt hồ tuyệt thế và đơn độc có một vẻ đẹp thoát tục khó có thể nói rõ giống như là chân tiên thần thánh nhất và linh động nhất chuyển thế vậy nhưng mà nàng không hề nói lời nào, không có thể hiện ra sao cả, khó có thể suy đoán được ý nghĩ của nàng. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thạch hạo không biết nàng sẽ làm gì, chỉ có thể cẩn thận quan sát. Rốt cuộc, nàng giơ cánh tay như ngó sen kia lên, chuẩn bị ra tay, nhắm về phía trước. Trái tim của thạch hạo đập thình thịch, lông tơ dựng ngược. Duệt một luồng ánh sáng lấp lánh bay ra chúng lên trên người thạch hạo mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ, còn có một luồng sức mạnh hùng hồn, hào quang chiếu sáng toàn bộ hư không. Trong nháy mắt, thạch hạo gần như muốn lấy ra thần phù bảo vệ thế nhưng sau đó lại ngừng lại. Bởi vì, hắn cảm giác được một luồng mềm mại và có chút thần thánh, trùng sáng này cũng không có bất kỳ sát cơ nào mà cứ như là cam lộ đang buông xuống, vô cùng thoải mái tiến vào thân thể của hắn. Đây cứ như là cơn mưa giữa trời hè, thân thể thạch hạo vốn sắp khô cạn, tinh khí sinh mệnh thiếu trầm trọng, từ lâu sớm đã tiêu hao sạch, vài loại bảo thuật của bản thân cũng không cách nào vận dụng được. Bên ngoài cơ thể của hắn phát sáng, vết thương đang run lên và sau đó từ từ khép lại, đồng thời sức sống tràn trề lan tỏa khiến cho căn cơ và bản nguyên của hắn tỏa ra hào quang, những khúc xương gãy mạnh mẽ nối liền lại, dáng lành bốc lên, mờ ảo mịt mù bao phủ lấy Thạch Hạo, cứ như là một chiếc kén lớn bao bọc lấy hắn, bắt đầu cuộc lột xác thần thánh. Sau một khắc, mi tâm của Nguyệt Thiền phát sáng, một cái dấu ấn hiện lên, nơi đó trở nên trong suốt hóa thành một tiên hình đầy sống động, cứ như là một cô gái đang nhảy múa, tỏa ra khí tức thần bí khó có thể tả được. Ánh sáng thần thánh buông xuống, nơi mi tâm của nàng trở nên mịt mờ sau đó là trùng sáng hừng hực ngập tràn nhằm về phía thạch hạo, tầm bổ cho nguyên thần của hắn. Đây là ánh sáng tinh thần, anh lành và cao thượng, không hề có chút tạp chất, như là tiên tinh bất hủ soi sáng bốn phương, cực kỳ tinh khiết cũng chỉ có nhân tài như nguyệt thiền có thần thức siêu phàm nhập thánh như này thì mới dám làm thế bởi vì ánh sáng tinh thần rất khó điều khiển những người khác không bao giờ mạo hiểm thử nghiệm để cứu người thạch hạo được giúp đỡ nên nhanh chóng ổn định lại cục diện thân thể không còn hư hao gì nữa hơn nữa xương cốt bắt đầu nối lại huyết nhục sản sinh nguyên thần cứ như được giải thoát từ tình cảnh nguy hiểm nhất thoát khốn lao ra ngoài sương mù ánh sáng lượn lờ, hắn không hề nhúc nhích mà lơ lửng trong tiên trì chữa trị thương thế, luyện hóa quy tắc và dược lực cuối cùng ẩn chứa trong hạt giống kia. Sau đó, đã không còn nỗi lo gì nữa thì hắn lớn mật rút lấy chất lòng màu vàng từ thần liên độ kiếp chảy ra trong tiên trì rồi hút vào trong cơ thể. Một chùm sáng vàng nhấn chìm lấy hắn, thân thể đã nứt toác kia bắt đầu khép lại, xương sinh trường, đây là quá trình tái sinh thần liên độ kiếp bắt đầu thể hiện công hiệu của chính mình giống y như đúc lời đồn đồng thời giúp thạch hạo ngộ đạo ngay ở nơi này đúng rồi thì ra là như thế kim bồ quả cung cấp bí lực có thể thực hiện miễn dịch pháp lực mà hạt giống của nó lại cung cấp sinh cơ có thể giúp cho thứ sức mạnh này phát triển thạch hạo ngộ đạo mượn nhờ thần liên độ kiếp nên biết được ý nghĩa trong đó biết được hạt của thần quả này không phải ẩn chứa vật chất và quy tắc phi phạm mà là ẩn chứa tính chất phát triển chỉ là phần thịt cần phải phối hợp với phần hạt, không thể tách nhau nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều lần. Trước giờ hắn không hề nghĩ tới việc hạt giống cũng sẽ có công dụng, khi bất ngờ gặp nạn họa phúc đan sen thì mới biết được. Thời gian rất lâu sau, rốt cuộc thạch hạo cũng hoàn toàn luyện hóa kim bổ quả và hạt giống, hòa vào trong máu thịt tầm bổ bản thân, đại công cáo thành hắn cẩn thận lĩnh hội thời gian của miễn dịch pháp lực đã tăng lên một chút quan trọng nhất chính là hắn đã cảm nhận được một luồng sinh sôi liên tục có thể giúp bí lực trưởng thành đây mới là cơ bản nhất ngày sau cùng với cảnh giới tăng cao thì năng lực này cũng sẽ lớn mạnh theo chứ không cần lo lắng bản thân mạnh quá thì thủ đoạn này sẽ thành vô bổ không có tác dụng đòn sát thủ hai mắt của thạch hạo lấp lánh có thần phát ra ánh lửa cứ như là bó đuốc nếu có thể lợi dụng đúng cách thì thủ đoạn này sẽ phát ra hiệu quả kỳ diệu có thể chẳng hề kém với một loại bảo thuật cái thế. Hành trình trên bình nguyên màu máu, hộ tống Vân Hy mấy chục vạn dặm, tuy rằng rất buồn bá đau xót, bị thiên nhân tộc phản bội làm nhục, thế nhưng lại thu hoạch cực kỳ lớn. Trăng sông tụ biển, đại chiến ba ngàn châu, kỳ tài ngút trời ở thượng giới tranh bá, trí tôn trẻ tuổi quyết đấu, ta rất mong ngóng, hắn khẽ nói, vô cùng tự tin. Sau đó, hắn bắt đầu tĩnh tâm trị liệu thương thế, chất lỏng màu vàng từ trong ao sen chảy ra không ngừng bị hắn hấp thu và luyện hóa giang giắc. Khúc xương cuối cùng bị hao tổn phát sáng, những vết nứt biến mất, xương cốt lấp lánh trắng bóng gần như trong suốt, cốt tùy đỏ tươi kèm theo thánh quang cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy vậy. Mà huyết nhục cũng như thế, ẩn chứa cốt văn, cô cố động đủ kiểu, tiến hành tái tạo, cứng chắc và dẻo dai, ẩn chứa sức mạnh của sự bùng nổ. Toàn bộ vết máu trên người hắn biến mất, vết thương khép lại, thể phách phát sáng không có chút tì vết nào, cứ như là thần kim lưu ly đúc thành vậy, lấp lánh bảo huy những vết thương của Thạch Hạo từ từ khôi phục, sau khi được chất lỏng màu vàng bổ sung và chữa trị thì từ từ hướng về đỉnh cao, vượt qua được đại kiếp nạn khó có thể tưởng tượng kia. Thạch Hạo lúc này chính là hình dáng thật sự của hắn, cũng không phải là khuôn mặt diễn biến từ 72 biến, ánh mắt trong suốt, vô cùng tự tin mà cả người lại rất thanh tú, cơ thể tỏa ra thánh huy. Rốt cuộc đã hoàn thành, hắn thở dài một cái, bước khỏi mặt nước nhìn về mỹ nhân phía trước kia. Nguyệt Thiền xoay người lại rồi trách, mặc y phục vào đi. Thạch hạo lấy ra một bộ chiến y từ trong túi càn khôn rồi mặc lên người, da mặt dày tới cả thước cho nên mặt chẳng hề thay đổi, đi về trước, nói, cảm ơn nhé vợ yêu. Nguyệt Thiền đột nhiên xoay người lại trừng mắt hắn, thần quang trong mắt tăng vọt có chút ép người, trên mặt mang theo vẻ lạnh lẽo nhìn hắn. Thạch hạo nói với vẻ ngượng ngùng, lần này nhờ có nàng ra tay nên cũng không biết cảm ơn ra sao cả, nói đi, chỉ cần có thể thì cái gì ta cũng làm được. Không cần, Nguyệt Thiền nói nhẹ một câu, cũng không yêu cầu gì. Việc này khiến Thạch Hạo kinh ngạc, nói, không được, dù thế nào thì nàng cũng phải đưa ra một điều kiện. Nhưng mà, Nguyệt Thiền rất bình tĩnh, lắc lắc đầu. Thạch Hạo ngẩn người, sau đó suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Nguyệt Thiền chẳng hề đơn giản, vô cùng thông minh, cũng không muốn mang ân báo đáp, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhưng, dựa vào tính cách của hắn thì đời nào sẽ cho qua, Tương lai, nếu như nàng gặp nạn hoặc có phiền phức gì, dù cho thế nào thì hắn nhất định sẽ ra tay. Vợ yêu, nàng sao khôn vậy hả, là muốn chơi khó chồng à, thạch hạo nói, hắn cảm thấy nàng phải nhờ hắn hàng phục chủ thân mới đúng, thế nhưng Nguyệt Thiền lại chẳng hề đưa ra lựa chọn như thế. Khóe miệng của Nguyệt Thiền hơi nhếch lên, cười nói, đừng có nghĩ nhiều như thế. Hay, đau đầu thiệt, thạch hạo lầm bẩm. Sau đó, vẻ mặt đầy nghiêm túc, bộ dạng nghiêm túc nhìn Nguyệt Thiền, nói, ta quyết định rồi, sẽ dùng thành ý lớn nhất để báo đáp nàng. Nguyệt Thiền lộ vẻ kinh ngạc, con mắt chớp chớp nhìn hắn, hỏi, báo đáp ra sao? Đã nói rồi, phải dùng thành ý lớn nhất, đương nhiên phải dùng hết khả năng, ta quyết định lấy thân báo đáp, ra mặt của thạch hạo cứ như là tấm khiên, trịnh trọng đàng hoàng nói. Nguyệt Thiền ngạc nhiên, vẻ cười chợt ngưng lại, nàng cảm thấy đã đánh giá cao thành ý của cái này, vậy mà lại có thể nói ra được những lời như thế này nàng thu lại ý cười, khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra hào quang thánh khiết khiến người khác không muốn nhìn thẳng, nhưng lại không dám khinh nhờn, trách, đừng có nói lung tung. Ta nói thật sự mà, hôm nay không có gì để báo đáp thì chỉ còn cách dùng thân này dành cho nàng thôi, thạch hạo chẳng chút đỏ mặt nói. Nguyệt thiền nhã khiết xuất thế, dùng vẻ lạnh lùng và khí tức thánh khiết nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lạnh tanh cứ như là một ngọn núi băng vậy. Thần quang rái lên, thạch hạo kết hợp pháp môn côn bằng và đại thần thông xúc địa thành thốn, phát huy tới mức tận cùng tiến thẳng tới bên cạnh nàng, vô cùng tự nhiên, cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, nói, chúng ta vốn là vợ chồng, đây chỉ là nối lại tình duyên thôi. Nguyệt Thiền không thể không than, da mặt của tên quỷ này dày tới mức tận cùng rồi. Sợi tóc của nàng phát sáng, dung nhan tuyệt mỹ, con người có thần và sâu lắng, đứng trên hồ nước lấp lành ánh trắng cứ như thơ như vẽ vậy. vậy. Nhưng mà, mặc dù về mặt lạnh tanh thế nhưng tên khốn này lại chẳng hề để ý, đến chết cũng không hề buông tay.